Gia đình Thủy xin kính chào ông bà quý vị các bạn. Hôm nay Thủy trở lại nhà của chị Nhung, anh Tình. Thì chị Phương có nói là anh Tình nay cũng đi tới lui được. Còn chị Nhung á thì từ hôm mà Thủy đi mua máy cho chị á, thì chị cũng may đồ nhiều, cũng may có tiền thu nhập cũng đỡ. Thủy mời quý vị các bạn cùng đi vô nhà của chị đặng xem chị may đồ nha. Dạ, kính chào anh Tình. Rồi, hôm nay mừng ghê không? Hôm nay đi được rồi. Rồi. Hôm nay nó kéo cho non nè anh Tình. Mai kéo cho non. Kéo cho non nó đỏ. Kéo nó đỏ tươi. Quá chừng luôn. Nó non quá. Non quá nó láng bóng lưỡng luôn. Mà anh đi vậy anh phải bao giới rồi nha. Miếng đi vòng vòng ở đây thì phải mang nha. Quần dài bao giới. Tại vì mấy ở nhà mình nhà anh này giờ cỡ mát. Đi vô anh. Vô đi nắng nè chị. Anh chị em này khỏe hết à? Hôm nay thấy anh đi lại mừng rồi. Đi được bao xa? Đi vòng vòng nhà vậy đó. Tập đi vậy. Mình đi vậy là nó mới đi á là nó gác cái chân luôn anh. Có căng da ra không? Nó căng nó rác. Rác vậy đó. Có ban đêm ngủ nó rác nhiều. Ủa vậy sao kỳ vậy ta? Không biết ban đêm để ngay cái giò ra nè. Ban ngày đi thì mình co tới co luôn, mình nhích mình đỡ hơn. Ban đêm nằm một chỗ. Nằm chỗ nó rác hơn. Thì tụi em cũng nghe chị Phương nói là anh đi tới lui được, rồi tụi em cũng mừng với chị Nhung được mấy mai để mai đồ cũng số lượng cũng nhiều nữa. Mai phát thiền luôn. Bữa nay em xuống đây em quay dẫn cho bà con, ta cũng mừng cho anh chị. Rồi anh đi nay được mấy bữa rồi anh Tịnh? Đi nay cũng bữa 3-4 bữa nay. Dạ. Cũng như bữa anh đi lên bệnh viện tái khám tập nhật lý tài liệu với bác sĩ dặn kêu anh đi này hả? Là đi được luôn hả? Nó kêu là tập càng tốt, đừng có làm xuyên đi. Tại vì cái cơ nó teo nè, teo đây nè. Teo nó xíu để kêu đi thì để cho anh bình thường, để cho riết bình thường nó ra. Giãn cái gân ra không? Sáng tháng vô việc mình chứ. Đi vô đó chị Phương luôn hả? Vô cái động á, mình đi cho Thủy liền á. Vậy hả? Anh đi bằng cách nào? Đi xe à. Chạy xe máy luôn hả? Số 1 rồi, để một số 1, trả số vô chỗ có. Để xe cái đề luôn. Phải cho thấy Dược Minh luôn, để sẵn. Để số sẵn vậy thì lên xe chạy. Tự nhiên thấy chạy đi, ủa? Trời ơi, chạy đi đâu trời? Chắc anh cũng mừng đặng đi tới luôn, anh cũng cảm giác. Chứ nằm hoài chỗ lâu quá, mấy tháng nay rồi. Lâu quá, tháng mấy rồi. Vậy là mình mới đi là mình có đi tó không? Hay mình đi tó kìa. Cái cây không, này hổm người ta mấy thằng bạn nó cho mượn cái cặp tó mà không dám mà mượn chống vô cái nách đó thì sợ hai nách mình chịu cái không có tập được hai cái giò. Để hai giò mình tập đi chịu cực mình tập nó nặng nề nó đau gì chứ mà đặng cho mau dễ đi. Có cái tó thì nó hai cái nách nó chịu rồi mình sợ không tập được cái giò. Thủy cái giò vậy mà Thủy mà nói tháng nữa đi vô múc dừa Thủy. Chịu đâu anh ơi. Được không? Vậy mà ổng nói thì thôi anh giờ ráng đi Phương tháng nữa múc dừa. Kinh tế của ảnh thì bởi khó khăn á rồi ảnh nói lâu cũng nhớ nghề. Để cho nó thành cái da của anh nó màu đen. Nói chung cái bình phục hẳn chút đi. Kinh tế quá. Thì ăn uống thì khó kiên cử, ăn chặt ăn đậu cũng một tháng nữa chắc anh ảnh cũng đi được khỏe rồi vậy nè. Nay chị đánh đồ nhiều không? Đồ nhiều, hôm bữa có cái máy này quá trời đồ luôn. Dạ. Chị từ hôm cái máy này chị giao được mấy đợt đồ rồi? Giao được 2 đợt, càng đợt quần với đợt áo. Cái này là áo hả? Cái này là áo này. Một bó bó vậy là bao nhiêu cái? Bó 100 cái. Ủa vậy là mấy này mấy trăm đây hả? 200 cái. Là này ráp vô cái này hay gì? Cái này ráp vô này. Chị có may được cái nào chưa? Đang may nè. Là chị sử dụng là ba máy nè, máy bên này là máy dắt sổ, rồi cái máy này máy mới đây. Này chỉ em ai sử dụng máy này nên chỉ để đây quá chừng nhiều nè. Bây giờ chị Mai từng công đoạn mà vô thành cái áo nha, tụi em coi ha. Đây nè, cái này là công đoạn đầu phải không? Hay là vô cái gì cổ. Cái tổ hả? Cổ áo. Cái này áo áo
10 tuổi trở lại không à. Cái này là chị mai ha, người ta bỏ cho chị như vậy người ta mai sẵn. Cái này mình mai không mà còn như ta bỏ thôi, cái này là ta ủi keo sẵn vậy nè. Cái này là ta ủi keo sẵn rồi đó, cái mình chỉ mình đem về mình trên chỗ đó nó cắt thì nó ủi keo sẵn cho mình luôn. Về mình chỉ đáp thôi. Còn này là gì mà lúc khúc rồi cái đó là cái trụ áo, cái trụ áo của tôi này, cái trụ này nè. Cái trụ là ngay chỗ này, ngay cái bo cổ ở dưới này. Mai biết mai rồi, nhìn vô là biết, còn như em là không biết mai, nhìn vô buồn chật luôn. Mày, chị nói là hoàn toàn còn cái áo này được nhiêu tiền hổng, chị nói anh quên rồi. Cái áo này mình 5.500 nè. Còn áo này mắc hơn của hổng, hổng 13.000 phải không? Cổ sơ mi nên làm cái cổ đâu quy định người ta vậy là nếu mà chị lãnh 100 cái gì được 550 hả? 550 tầm cái mai bao lâu? Mai cũng 4-5 ngày à, như cứ mình mai rồi là mình giao à. Ủa sao cái đợt này lâu hơn được kia hả? Chỉ như bị cái áo này khó hơn giờ lấy cái nhãn. Hôm kia hôm bữa là mai hơi cứng ngày rồi. Cứng ngày rồi, còn này tới 4-5 ngày là bị cái cổ sơ mi này làm lâu lắm. Vậy tùy theo đặt hàng chứ mình đâu mình đâu lãnh cái hàng kia không được phải không? Tùy theo đặt hàng. Giờ phải vô cái hiệu phải không? Cái hiệu luôn hả? Cái số bằng số. Cái đó là giờ mình đưa qua đây là mình mai cái gì dưới chị? Dắt sổ. Dắt sổ qua này bác này. Nhìn giải không thì mình không thấy đẹp, mà lên cái áo rồi mình thấy đẹp ha. Thì đầu này mình chỉ xuất trong nước thôi chứ mình không có đi ở nước ngoài, cho nên không có dịch cúm tới nay á, mình cũng may bình thường. Đồ cũng nhiều chứ không vậy có... cũng tiền lợi cho chị lãnh đồ á chứ không có. Rồi giờ chuyển vào đây. Cái này em nghĩ chắc có 3 người may chắc ngon lắm ta. Người Ấn Độ lẽ ở đây mới mốt anh Tình khỏi đi giật giường đi phụ tập cho anh Mai thì đặng anh Mai đây. Chị Mai tổng anh nói là mày không được. Lúc trước con có tập cho ảnh ngồi cái máy này nè, máy này chứ cũng dễ ảnh làm không được. Tập máy cắt sổ ha. Sổ đây nó lẹ hơn cái máy mai kia, máy mai ha mà lẹ. Ảnh làm không được. Áo này cũng cỡ 7-8 tuổi à. Này cũng phải 8 tuổi à. Mai đầu cũng 10 tuổi ta xuống. Rồi giờ kêu chạy cái máy này để là sao. Ba công đoạn nè. Ba công đoạn vậy. Giờ quay quay vô thành áo rồi. Từ hôm mà mua máy thì mình có thấy mai nhẹ không chị? Thì tiện chị khỏi chở tới chở lui đó. Chứ phải chở qua người ta mai cái máy này rồi chị phải chở tới về nữa, tốn thời gian. Mình dắt cái lai ở dưới hả? Mai có 3 cộng chỉ hả chị? Mai 3 kim. Rồi, được cái áo hả? 5 ngàn hồi nãy chỉ vô sẵn cái gì rồi đó chứ. Đấy, mình làm tước từ đoạn tước phải không? Tước làm cộng đoạn tổ trước. Rồi coi giờ cái áo này. Không mà nói chung là khỏe hơn học điều nè. Rồi khỏe hơn vú cộng vườn lá nè. Nhiều tiền hơn. Trăm cái kiếm được 550 mà chỉ là 2-3 ngày thì tính cho 100 mấy thôi. Đẹp chứ. Cái ảnh nhà mấy bữa nay không bằng được cái đầu ra anh cắt chỉ. Được đó. Anh Tình, cắt chỉ được có tính tiền công không?
Nó người ta bắt mình lộn thật phải vậy luôn hả? Vậy mình lộn vậy nè, cái đầu mình xếp vậy nè, mình gian nè. Coi coi coi, xếp nha. Xếp vậy. Ôi, áo ghép lại đẹp ha. Đó, xếp vậy chứ mình gian. Không có xếp tay lại luôn hả? Không, vậy xếp vậy cái bó lại phải không? Bó lại cho mình gian. Mỗi màu không bó, không bó vậy á. Công nhận thiệt, ghép lại nhìn cái áo nó đẹp. Em cũng không biết, tại vì chị học mai là mấy năm chị Nhung? Mai đó giờ 20 năm rồi. Hồi đó đi mai xí nghiệp. Hồi đó điền phố làm á. Chứ thấy có hai miếng vải thôi mà giờ ra thành được cái áo. Đi mai xí nghiệp. Nó có cái này nó cái đó, cái áo nó đẹp ha. Ở trên công ty, trong chỗ làm nó in á, in sẵn vậy hết cho mình luôn, ép keo rồi luôn. Nhà thôi bình thường như tôi mà không biết làm đâu. Đưa bù chịch luôn. Vậy là sống được rồi, mua cá rồi ăn rồi về. Mua cá là đừng mua thịt nha. Đừng mua thịt không đủ nè, mua cá. Cá đặng mua rồi. Sáng anh chị ăn cơm chưa? Sáng ăn cơm rồi. Mà tính ra để dẹp cái áo luôn. Kệ đi. Thấy nghe nó không bà mừng vậy cũng được, mừng rồi, tối mai tới khuya con cũng có hàng mai vậy mừng dữ lắm rồi. Đêm nào cũng mai tới 10 giờ rưỡi 11 giờ có khi đồ mà không kịp tới mai 12 giờ. Mai đây. Người ta có dặn mình mấy ngày là phải giao hàng không? Có chứ. Ví dụ như thì cứ đưa vậy thì mình cứ mình mai đi, ví dụ như ngày mai mà giao hay gì cái điện nói mai tranh thủ ngày mai chiều mai giao hay gì vậy. Tối mình thức đêm, tối mình thức mình mai. Nguyên ngày thì thức tới khi. Nhiều khi ban ngày thì mình lặt vặt cơm nước rồi quần áo, hai nhỏ nó đi học đâu có nhà đó, giờ nó đi học nữa rồi đó. Như là nhờ giúp công ty. Nhờ mai giúp ban đêm nó mới ra đồ. Bao chiều có bắt đầu cơm nước rồi xong cái lên hồi mai tới 10 giờ, có khi 11 giờ. Không kịp nữa thì 12 giờ. Bữa nay thì có cái máy là em cũng thấy chị đỡ cái mà mình đi lấy một công đoạn mình mai đó, một công đoạn mình đi giao cho người ta rồi người ta lấy tới lại nữa. Đỡ thì cái cũng đỡ. Lúc gà mà tới mỗi lần lấy giao hàng là có tiền hả? Còn lúc trước giao là chưa có, phải người ta lấy tới lại mai cho thành phẩm. Hôm nay vậy em cũng mừng anh chị, thứ nhất đó là chị có đồ để làm ha, thứ hai nữa anh Tình đi tới lưu được là cái dấu hiệu tốt rồi. Mừng lắm rồi. Cái lần nó từ từ, bữa nó khá một chút. Khi nào mà đi móc dừa được, rủ em đi theo quay cho anh móc dừa nha. Cây xào mà nó cao nhất là bao nhiêu thước anh Tình? 20 thước bé cũng tới nữa. Rồi, xào dày vậy hả? Dừa lão hồi đó giờ có cây 20 thước. Mình nấu chồng chồng lên. Chắc mỗi tay mà với mỗi cổ mình ngước lên á. Dừa nào mà hồi còn lâu đời á là dừa đáng sợ nhất. Mình chắc anh giật thì quen với là mình biêu cu lim lên nó có nặng nề không anh? Quen rồi. Quen hơn mấy người khác, bẻ lại hơn mấy người khác. Bẻ ở đâu người ta cũng chịu. Tại vì mần đàng hoàng thật tình như mần như của nhà. Anh bẻ vậy anh có lụm không? Lụm, bẻ đụm bom bờ. Thu gom luôn. Vậy hả? Thu gom với chủ luôn. Vậy là bao nhiêu chục? Để cho bả lo cơm nước mình ăn á, thì có rẻ hơn người ta 1.000, có 4.000, người ta 5.000, mình 4.000, bả lo cơm cho mình. Vậy cũng được. Cơm ăn 2-3 tối ngày. Khi nào mà vừa nhiều á, thì mình giật anh tính một miếng một thiên thì mình được 400 ngàn. Thiên 400 ngàn. Nhiều thì được 400 ngàn. Bữa 400 dừa. 400 dừa được, 400-500 được, tại mình móc, mình kéo gì. 500 dừa thì cũng 200 ngàn thì cũng mình thấy nó nhẹ hơn mình bằng đất, bằng mương phải không? Mình móc thì mình kéo gì luôn. Thôi đó đi mần mương á, mần đất dữ lắm luôn á. Cái anh bị bệnh gan. Anh bị bệnh gan cái anh nghỉ không mần mương Dũng nữa, cái đầu đi lên đi kiếm móc móc dừa. Rồi đó nước đó còn mía đầu khổ lắm, đi mần từ ngàn giờ anh đỡ rồi. Hồi đó ai mướn cái gì cũng mần hết á, mần với Dũng á.
tới bệnh rồi cái ổng làm mới đầu mướn mần nước về cái nước đây có đi leo dừa mới đầu ít xịt máu à mới đầu người ta kêu ít xịt chủ rồi cái đi leo thì nước lớn đầy đi leo nước cạn thì đi mần dũng. Anh leo dừa có leo bằng ngày hay leo không? Leo không. Hay ha. Leo khỏi này cái mình khỏi đụng luôn. Thấy mấy người kia mới biết leo người ta hót lên cái ngực đẩy ngực cái ngực trầy hết trơn cái bụng như cái ngực còn này khỏi khỏi đụng gì đó. Cái thấy máu nhiều quá cái làm cái xào bẻ. Xào bẻ thì khỏe hơn. Chỗ quê ví dụ mình làm vậy cũng thấy cũng nặng nhọc lắm chứ không phải dễ. Sau này á là làm chỗ nào mà có như giống trường hợp chưa hổm là né không qua đó nghe. chuyện này miếng có làm thì làm hai cái ngọn. Mới dặn hồi sáng nè. Hai dàn xào. Có một dàn xào cây á đặng cho nó cách cây mình đợi ngay điện. Cách điện. Vậy cũng không bỏ chứ điện nữa. Vừa ngay chỗ đó thì tại chủ vườn người ta không phải kêu làm chứ lấy bỏ. Cái mối mà sáng dặn ổng đấy. Ông mà mốt có đi bóc dừa, chỗ nào có điện ông đi chỗ khác. Đã tôi nói ông chết đi sống lại đừng có lận ngay đó. Ơi hôm nay vậy cũng mừng lắm rồi. Thôi giờ em đến thăm anh chị ha. Chúc anh chị anh mau lành bệnh nha. Anh chị khỏe. Hello gia đình. Đi thăm rồi quay lên cho bà con người ta thấy. Người ta cũng là vui mừng cho anh chị. Nghe anh đi được là em mừng đó rồi. Đặng đi tới luôn đặng cũng giúp cho chị để một mình chị lo chứ một mình lo cái nhà đâu có lo xíu nói chứ một ngày mai có mấy cái áo mà tại mình nấu vậy chứ đâu không xíu đâu. Em nói thiệt anh Tình nha, lúc mà anh bị vậy anh nằm anh có suy nghĩ rồi mình có đi được hay không, mình có đi suy nghĩ không? Hồi đó mà thấy như vậy không biết làm sao, mà nếu nhẹ thì chắc có thể không đến đổi, nếu nặng là vô cô. Chắc cũng nằm nó cũng suy nghĩ lắm hết rồi, suy nghĩ dữ lắm. Em cũng nghĩ là chắc trời Phật cũng thương gia đình chị. Hồi nói vậy chỗ này là nó đen, là đi lên chợ rẫy là sợ nó. Nói chung là ai cũng sợ bị tháo khớp chỗ này. Sợ tháo khớp chỗ này. Này chỗ cái đen. Cục giò. Đen khớp biết luôn. Vàng nó đen luôn, sợ nó chín ngoài tử cho đó thì sợ. Đen như tóc mình luôn vậy, nó đen vậy luôn. Quá trời luôn. Cái ngay chỗ mà cái bắp chuối ảnh hổm nè. Hổm có quay là ảnh nó đen thui mà hôm nay nó kéo da non lại nó da đỏ. Hôm hổm thủy gặp thủy quay cái đó là đã cạo rồi một lớp trời đó. Cạo rồi. Cạo bỏ rồi đó. Cạo bên đâu? Trời ơi thôi cạo chịu không nổi, đeo không đi lên đeo cái giường không. Rửa xong rồi người ta cạo có chích thuốc tê ha, cạo không vậy anh. Mổ luôn á, giống như mổ là lóc cái đó luôn, lóc cái đó ra luôn á. Nó có chích thuốc tê. Hồi mới nó cạo rồi đem ra nó rửa. Đem ra nó rửa mới đau dữ, tại vì nó cạo nó rồi cái nó lấy băng cái nó quấn vô cái giò mình. Nó quấn vô cái giò rồi cái nó gỡ ra nó dính vô trỏng rồi nó vừa gỡ vừa chế nước, nó dính chịu không nổi. Hồi đó muốn là làng luôn. Bác sĩ nó nói là ráng đi. Nó đau nó không có chết. Nó ngủ mình vậy là ráng này, nó đau nó không có chết. Chụp hình nó vừa chế nước nó vừa gỡ nó gỡ gỡ thì cái nó ngưng nó chế nước gỡ nó ngưng. Chết nó chết gần á mà sợ nó bị tháo khớp á, ai cũng nói sợ cái khúc này quá trời luôn, nó đen thôi. Bữa nay em cũng đến đây thấy anh chị vậy em cũng mừng anh chị rồi thì em cũng chào anh chị em về. Bữa nay cũng có chị Phương với em thì em về với chị Phương luôn. Em chào anh chị nha. Clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.